Hello, xin chào các mẹ đã quay trở lại với chuỗi hành trình yoga cho mẹ bầu 3 tháng giữa cùng cô Na Yoga. Và chắc chắn là trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà mẹ đang cảm thấy cơ thể của mình thoải mái nhất trong suốt cả thai kỳ, có đúng không nào? Bởi vì khi mà mẹ mang thai ở trong giai đoạn 3 tháng giữa, tức là từ tháng số 4, số 5 và số 6, thì cái khoảng thời gian này cơ thể của mẹ đã rất là dễ chịu và thoải mái rồi. Mẹ không còn những cảm giác ốm nghén của những ngày đầu tiên trong những tháng thai kỳ đầu tiên. Và mẹ cũng không quá nặng nề trong tháng thai kỳ cuối. Thì cái khoảng thời gian này thường được nói là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mẹ bầu. Mẹ rất là thoải mái, dễ chịu và mẹ cũng quen với em bé của mình rồi. Và cái bụng thì cũng chỉ vừa vừa như thế này thôi. Hiện tại bây giờ thì Ngọc Anh cũng đang mang thai ở trong tháng thứ 5, hơn 5 tháng rồi. Và lúc này thì Ngọc Anh cũng đang cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái. Tuy nhiên, nếu thời gian này mẹ dành thời gian để tập luyện thì nó giúp cho thể chất của mẹ tăng lên và nó cũng giúp tạo một cái tiền đề cho mẹ trong những ngày tiếp theo vào những tháng cuối của thai kỳ. Cơ thể mẹ sẽ đủ độ săn chắc, khỏe mạnh để có thể nâng đỡ được em bé của mình và hỗ trợ được cho mẹ trong quá trình mang thai càng về sau nha. Và trong hành trình mà tập với Ngọc Anh trong chuỗi 7 ngày yoga dành cho mẹ trong 3 tháng giữa này thì Ngọc Anh sẽ hướng dẫn cho các mẹ một số những bài tập, những cái phương pháp để giúp cho mẹ cải thiện những vấn đề về đau cổ vai gáy, đau lưng hay là mất ngủ trong quá trình mang thai. Vì vậy, để kết quả của chúng ta tập luyện được hiệu quả thì mẹ hãy nhớ là hãy tập luyện mỗi ngày đều đặn trong suốt cả 7 bài mà trên chương trình mà Ngọc Anh đã đưa ra. Rồi sau đó thì mẹ có thể lặp lại những chuỗi 7 bài này và thực hiện nó liên tục trong suốt 3 tháng giữa của thai kỳ nha. Còn nếu như hôm nay là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy video của Ngọc Anh và em bé của mẹ thì chưa đạt đến 3 tháng giữa thì mẹ có thể quay trở về với chuỗi video 3 tháng đầu khi mang thai để tập luyện theo những bài của 3 tháng đầu nhé. Hoặc nếu như mà mẹ là ở 3 tháng cuối thì mẹ cũng tìm vào chuỗi video 3 tháng cuối của Ngọc Anh để mẹ tập luyện nha. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu vào với bài tập đầu tiên nhé. Bài tập ngày hôm nay thì sẽ giúp cho mẹ cải thiện được tình trạng đau mỏi cổ vai gáy của mình trong quá trình mang thai. Bây giờ thì mẹ hãy ngồi trên thảm của mình đi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu vào 30 phút tập luyện. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình ra. Mẹ sẽ điều hòa hơi thở của mình nhé. Đặt hai tay lên đầu gối và từ từ nhắm mắt lại. Tập trung suy nghĩ vào hơi thở của mình. Hít sâu, mẹ đẩy căng tròn phần bụng của mình về phía trước. Rồi từ từ thở ra, mẹ thu xẹp bụng xuống. Hít sâu, mẹ tiếp tục đẩy căng tròn bụng về phía trước. Rồi mẹ thở ra, cố gắng chúng ta kéo dài hơi thở ra nào. Hít sâu, tiếp tục đẩy căng tròn bụng của mình về trước. Lại thở ra. Hít sâu, mẹ vươn dài cằm cổ lên trần. Mẹ thở ra, từ từ cúi đầu xuống thật chậm, thật chậm. Hít sâu, mẹ vươn dài cằm cổ lên trần. Cố gắng vươn căng, thật căng. Rồi thở ra, mẹ cúi đầu xuống, thu cằm sát gần vào hõm cổ của mình, kéo căng giãn hết toàn bộ phần vai gáy. Hít sâu, vươn dài cằm cổ lên trần. Thở ra, từ từ mẹ cúi đầu xuống. Hít sâu, vươn căng một lần nữa nào. Thở ra, cúi đầu xuống. Mẹ xoay tròn đầu, hít sâu, đưa đầu sang trái. Từ từ ra sau, sang phải, về trước và thở ra. Hít sâu, sang trái, ra sau, sang phải, về trước và thở. Hít sâu. Thở
Thở ra. Hít sâu, mẹ cố gắng làm động tác thật chậm và kéo căng về tất cả các hướng nha. Thở ra. Chúng ta đổi chiều ngược lại nào. Hít sâu sang phải. Ra sau. Sang trái. Thở ra về trước. Chậm thôi, hít sâu. Thật chậm và cố gắng kéo căng về tất cả các hướng. Thở ra. Hít sâu một lần nữa nào. Thở ra. Mẹ nâng đầu lên. Rồi giữ tĩnh ở đây, tiếp tục. Hít sâu. Mẹ thở ra nghiêng đầu sang bên trái. Hít sâu nâng lên. Thở ra sang phải. Hít sâu lên. Thở sang trái. Hít sâu. Thở ra sang phải. Hít sâu một lần nữa nào. Thở ra. Hít lên. Thở. Hít vào, mẹ nâng đầu thẳng. Thở ra, quay đầu sang bên trái, nhìn chếch xuống vai bên trái của mình. Hít sâu, xoay đầu lại. Thở ra sang phải. Hít sâu, tiếp tục xoay lại. Thở sang trái. Hơi nhìn chếch xuống vai trái của mình nha. Hít sâu, nâng lên. Thở sang phải. Nhìn xuống phần vai phải nào. Một lần nữa. Hít sâu. Thở sang trái. Mẹ giữ tĩnh đầu của mình ở đây. Rồi dùng tay trái đặt lên đầu và kéo căng gập cổ xuống sâu hơn. Mẹ nhìn xuống dưới đùi trái của mình nhé. Gập đầu xuống và nhìn sâu xuống đùi trái. Cố gắng mẹ sẽ cảm thấy toàn bộ phần cổ, phần bả vai bên phải của mình đang giãn rất sâu. Động tác này cực kỳ hữu ích cho phần cổ vai của mẹ đó nha. Cố gắng kéo căng nào. 3 2 1 Rồi mẹ giữ nguyên tay ở đây. Mẹ đưa tiếp tay phải ra sau lưng và áp sát mu bàn tay phải vào lưng của mẹ. Mẹ lăn tay phải sang bên trái nào. Ghi căng hơn một chút nữa, mẹ sẽ thấy phần vai phải của mình đang giãn rất sâu. Giữ thêm. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ buông tay ra và nâng đầu lên. Đổi bên nào, hít sâu. Thở ra, quay đầu sang bên phải. Lại nhìn xuống theo vai bên phải của mình. Rồi mẹ đưa tiếp tay phải lên, kéo gập đầu của mình xuống. Căng giãn hết toàn bộ phần bả vai bên trái của mẹ. Ngồi thẳng lưng lên nào. Tiếp tục kéo giãn hết cỡ phần bả vai trái của mình. Nhìn xuống dưới đùi bên phải của mình nhé. Mẹ giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Mẹ đưa tiếp tay trái ra sau lưng và áp mu bàn tay trái vào lưng của mẹ. Lần tiếp bàn tay trái sang bên phải để mẹ căng giãn hơn nữa phần bả vai bên trái của mình. Rồi giữ thêm ở đây vài nhịp nữa. 5 4 3 2 1 Từ từ buông tay ra. Rồi hít sâu, mẹ đặt tay trái dưới cổ của mình. Mẹ đẩy căng hết cỡ
cầm cổ của mình lên trần, ngậm miệng lại và hít thở hoàn toàn bằng mũi. Có thể đưa tay phải đặt dưới khuỷu tay trái và đẩy căng hết cỡ cổ lên nào. Căng giãn hết toàn bộ phần cổ của mẹ và giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Rồi hít vào, mẹ vươn cả hai tay lên và hướng lòng bàn tay vào nhau. Từ từ thả lỏng bả vai của mẹ và vươn căng các đầu ngón tay lên trần. Để ý, chúng ta không ép chặt cả hai vai vào đầu như thế này nha. Mẹ đẩy rộng phần vai sang hai bên. Tập trung vào kéo dài cả đỉnh đầu của mẹ lên trần nữa. Không ngửa đầu, nhìn thẳng về phía trước cho Ngọc Anh nào. Giữ ở đây, tiếp tục mẹ hơi đưa cánh tay ra sau đầu và nâng cao lồng ngực của mình lên một chút xíu. 5 4 3 2 1 Mẹ đan hai bàn tay lại và hít sâu, đặt tay ra sau đầu của mình, thở ra, khép khuỷu tay lại và kéo úp đầu xuống. Căng giãn hết toàn bộ phần lồng ngực của mẹ, căng giãn cả toàn bộ phần vai, phần cổ gáy của mẹ. Nào, mình đẩy lồng ngực của mình lên. Ngồi thẳng lưng nha, không gù lưng. Mình ép tập trung vào khuỷu tay và bả vai nào. Mẹ sẽ thấy phần bả vai của mẹ đang căng rất là nhiều. Ngồi thẳng lưng và đẩy lồng ngực lên, giữ tiếp ở đây. 5 4 3 2 1 Vẫn giữ hai bàn tay đan vào nhau. Hít sâu, mẹ vươn tay lên và thở ngửa căng lòng bàn tay lên trần. Mẹ đẩy cao hết cỡ cánh tay của mình và đưa tay ra sau đầu nào. Cố gắng giữ ở đây, nâng lồng ngực lên, để căng. 3 2 1 Từ từ mẹ buông lỏng hai tay ra. Mẹ co tay trái lại, đặt bàn tay trái vào sau lưng của mình, áp sát bàn tay trái vào sau lưng. Mẹ đưa tiếp tay phải, nắm vào khuỷu tay trái và hít sâu. Thở ra, chúng ta kéo căng cánh tay phải sang bên trái, ưỡn ngực lên. Nếu khuỷu tay trái đang vướng vào đầu của mình khiến cho mẹ bị cúi đầu xuống thì hãy dùng đầu của mình đẩy khuỷu tay trái ra phía sau nhé. Ưỡn ngực lên và giữ nào. 5 4 3 2 1 Từ từ đổi bên, hít vào, duỗi thẳng căng cả hai tay lên trần. Thở ra, mẹ co tay phải lại và dùng tay trái kéo khuỷu tay phải sang bên trái. Ưỡn ngực lên, dùng đầu của mình đẩy khuỷu tay phải ra phía sau. Ngồi thẳng lưng. Chúng ta tiếp tục giữ tĩnh ở đây thêm vài nhịp nữa. Năm, bốn, 3 2 1 Từ từ buông lỏng cánh tay của mình. Mẹ chạm cả hai tay xuống thảm và ngồi thẳng lưng lên. Tiếp tục mẹ tập trung suy nghĩ vào đỉnh đầu của mình. Hãy vươn dài đỉnh đầu lên trần và hai tay của mẹ lân xa sang hai bên. Nào, ngồi thẳng lưng lên mẹ ơi. Đúng rồi, phải thẳng lồng ngực lên nhá. Chúng ta ngồi gù như thế này thì sẽ không cải thiện được phần lưng cho mẹ đâu nha. Nâng lồng ngực của mình lên để ngồi thẳng nào. Hai tay mẹ chạm xuống thảm. Đúng rồi, tiếp tục mẹ lân xa các đầu ngón tay sang hai bên. Cảm giác này, khi mình lân xa tay sang thì mẹ sẽ cảm thấy cái bắp tay của mẹ hơi hơi có cảm giác bứt rứt, buốt buốt, tức tức. Thì đấy là mình đang kéo giãn bắp tay của mình ra để giảm đau mỏi cái phần bắp tay và bả vai nha. Mẹ cứ lân lân xa cái bắp tay của mẹ, lân lân xa các đầu ngón tay của mẹ ra. Rồi tiếp tục giữ ở đây. 5
4. Để căng tay của mình sang hai bên nào. 3. 2. 1. Rồi từ từ mẹ thả lỏng tay của mình lại. Tiếp tục tư thế đan tay mặt bò. Mẹ co tay trái lại, để tay trái ra sau lưng và áp sát mu bàn tay trái vào lưng của mình. Áp sát mu bàn tay trái vào lưng của mẹ. Rồi tùy theo khả năng và độ dẻo, mẹ dùng tay phải kéo khuỷu tay trái của mình lên cao, thật cao. Đẩy cao nhất có thể như thế này, càng cao càng tốt. Rồi nếu có thể, mẹ tiếp tục vươn tay phải lên, hít sâu. Rồi thở ra, mẹ nắm cả hai tay vào nhau, ưỡn ngực lên. Nếu mẹ chưa nắm được bàn tay vào nhau thì cũng không sao hết nha. Mẹ có thể buông ra và mẹ tập với một tay bên dưới như thế này thôi, giữ ở đây. Làm tốt thì mẹ nắm cả hai tay vào nhau như thế này nhé. Nhưng nhớ là khuỷu tay bên phải của mẹ phải áp sát gần vào mang tai. Chúng ta không đưa khuỷu tay sang ngang như thế này nha. Ép khuỷu tay gần vào mang tai và mẹ giữ ở đây thêm một vài nhịp nữa cho Ngọc Anh đi nào. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ buông tay ra, chúng ta đổi bên. Mẹ có thể lắc lắc nhẹ cánh tay trái một chút để cho máu lưu thông. Đổi bên, mẹ co tay phải lại và áp mu bàn tay phải vào lưng nào. Đưa tiếp tay trái ra, dùng tay trái kéo tay phải lên cao, càng cao càng tốt. Tốt hơn nữa rồi thì mẹ đưa cánh tay trái của mình lên, nắm vào bàn tay phải, thở ra nào. Thở ra và kéo căng. Vẫn tiếp tục ngồi thẳng lưng. Tập trung đưa khuỷu tay trái ra sau đầu thật nhiều. Mẹ giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ buông tay ra và lắc lắc nhẹ cánh tay phải của mình. Rồi tiếp tục, mẹ đưa cả hai tay về phía trước, duỗi thẳng cả hai cánh tay của mình, co cả hai khuỷu tay lại. Để ý này, giữ sao cho khuỷu tay của mẹ vuông góc với cái cánh tay. Chúng ta tạo thành một góc vuông như thế này. Rồi hít vào, mẹ vắt chéo cả hai tay vào nhau. Thở ra, mẹ đưa tay phải xuống dưới, tay trái lên trên. Vắt chéo cả hai tay cho hai bàn tay chạm được tới nhau như thế này. Nếu mẹ không thể đưa được hai tay vào nhau, mẹ chỉ đạt được ở cái đoạn như thế này thôi, thì cũng được, không sao cả nha. Dần dần sau này khi mình tập tốt hơn, độ dẻo của mẹ tốt hơn rồi thì mẹ sẽ vắt được cả hai tay vào nhau. Nào, sau khi mẹ vắt được hai tay vào nhau rồi thì mẹ đẩy xa cái khuỷu tay của mình về phía trước cho Ngọc Anh. Mẹ sẽ thấy toàn bộ phần bả vai của mình ở phía sau lưng đang được kéo giãn rất sâu. Mẹ giữ ở đây nào. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mẹ buông tay ra và chúng ta đổi bên. Tiếp tục duỗi thẳng cả hai cánh tay rồi gập khuỷu tay lại. Tay trái xuống dưới và tay phải lên trên nhá. Hít vào. Thở ra, mẹ vắt chéo cả hai tay vào nhau. Đưa xa khuỷu tay trái về phía trước. Đưa xa cả hai khuỷu tay về phía trước. Càng giãn hết cỡ phần bả vai của mình và giữ ở đây đi nào. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mẹ buông tay ra. Chúng ta xoay người về dọc thảm, mẹ bước lùi hai chân về phía sau. Rồi tiếp tục xòe căng lòng bàn tay ra và áp hết cỡ cả hai bàn tay xuống thảm, tư thế chó duỗi mình. Hít vào, mẹ nâng hông lên. Mẹ trùng gối chân trái lại và chúng ta tập trung nhấn căng một gót chân phải.
mẹ chạm cả bàn chân phải xuống thảm, cúi đầu thả lỏng vai, tập trung đẩy cao đỉnh mông lên trần nào. Mẹ sẽ thấy vùng khoeo của chân phải đang được căng giãn. Cố gắng nhấn gót chân xuống để mình làm cho cẳng chân của mình trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn nhé. Giữ ở đây. Bà, thả lỏng đầu xuống nào mẹ ơi. 2. 1. Đổi bên, từ từ hít vào, nhấn gót chân trái và thở ra. Chúng ta trùng gối chân phải lại, tập trung vuốt dài đỉnh mông lên trần. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhấn chặt gót chân xuống và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, rồi mẹ nhấn cả hai gót chân xuống thảm. Hít vào, mẹ đẩy người về phía trước. Tiếp tục mẹ hạ gối xuống thảm, tư thế bò mèo. Giữ cho bắp đùi của mình vuông góc thảm. Mẹ đưa tay phải vào giữa thảm, tư thế vặn mình, chống tay phải vào giữa thảm. Hít sâu, mẹ vươn tay trái của mình lên và quay đầu mắt nhìn theo tay, tập trung vươn cánh tay lên trần. Giữ ở đây. 3, 2, 1. Từ từ mẹ thở ra và hạ vai trái xuống thảm. Hạ luôn vai trái xuống thảm, đưa tiếp tay phải lên trần và giữ ở đây. Để ý, hãy lựa cho mình một cái tư thế nào mà mẹ nằm mẹ cảm thấy thoải mái nhất nha. Nếu mà căng quá thì mẹ hơi đẩy người cao về phía đầu thảm, lân đầu của mình lên một chút xíu, mẹ sẽ thấy cơ thể dễ chịu hơn. Giữ nào. 3, 2, 1. Từ từ chống tay xuống thảm. Hít vào, mẹ nâng người lên. Chúng ta đổi bên, đưa tay trái vào giữa thảm, rồi hít vào. Thở ra, mẹ vươn căng cánh tay phải lên trần, mắt nhìn theo tay. Tập trung đẩy cao, vươn dài cánh tay lên và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ mẹ hít vào và thở ra, hạ vai phải xuống thảm. Lựa nha, mình có thể đẩy người về phía trước một chút xíu để cho phần vai của mình trở nên cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Mẹ đưa tiếp cánh tay trái lên và chúng ta giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ mẹ chống tay xuống thảm và hít vào, mẹ nâng người lên. Thở ra. Rồi mẹ ngồi lùi về phía sau, tì mông của mình lên cả hai gót chân. Tì mông lên cả hai gót chân theo tư thế anh hùng hay là tư thế ngồi kim cương. Mẹ ngồi thẳng lưng nào, mở rộng đầu gối ra một chút để tư thế ngồi được trở nên thoải mái hơn. Tiếp tục hai tay mẹ đan về phía sau và hít sâu, nắm chặt lòng bàn tay lại. Thở ra, mẹ duỗi thẳng cánh tay và nâng cao tay lên nào. Giữ. Cố gắng nâng cao cánh tay của mình lên, ép chặt hai bả vai vào nhau. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ mẹ hạ tay xuống, đặt hai tay về phía trước đầu gối, nắm tay vào đầu gối của mình và hít sâu. Thở ra, nâng cao lồng ngực lên và hạ thấp bả vai xuống. Cố gắng đẩy cao cong tròn lồng ngực của mình lên. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hít sâu và thở ra, cuộn người lại. Cúi đầu xuống nhìn vào phần bụng của mình, đẩy xa hết cỡ lưng về phía sau. Mẹ giữ tiếp. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi đưa hai chân của mình về phía trước. Tách rộng trần ra sát mép thảm hai bên. Mẹ lắc lắc nhẹ nhàng hai chân của mình một chút để cho chân được thư giãn nào.
duỗi thẳng căng chân và ngửa lòng bàn chân lên. Hít sâu, mẹ ngồi thẳng lưng, vươn cao hết cỡ cánh tay lên trần. Rồi thở ra, mẹ đặt tay lên ống đồng hoặc đầu gối. Từ từ mẹ lân tay dần về phía cổ chân. Giữ cho lưng của mình luôn thẳng nha. Căng quá thì mẹ để tay lên đầu gối hoặc ống đồng. Nhớ là phần lưng của mẹ phải luôn được duỗi thẳng nhé. Lân dần tay về phía cổ chân và giữ. 5 4 3 2 1 Rồi hít sâu, chúng ta nâng người lên. Mẹ co hai chân lại chạm bàn chân vào nhau. Tư thế cánh bướm, kéo sát gót chân gần vào hông của mình. Hai tay mẹ nắm vào bàn chân và mẹ lắc lư hai đầu gối. Mẹ ngồi thẳng lưng lên nào. Lắc lư nhẹ nhàng cả hai đầu gối của mình. Rồi dừng chân lại, mẹ đẩy xa gót chân về phía trước, hai bàn chân vẫn chạm nhau. Có thể dịch mông về phía sau hoặc đẩy chân về phía trước nhé. Từ từ hít sâu, mẹ thở ra, gập người xuống. Hướng sao cho gương mặt của mẹ ngang tầm với bàn chân. Mẹ thả lỏng hết cả đầu, phần vai và cánh tay của mẹ ra. Tùy theo độ dẻo, mẹ gập được tới đâu thì mình gập nhé. Căng quá thì mẹ nâng người cao lên. Không bắt buộc là chúng ta phải gập sâu hết tầm nha. Tùy theo khả năng của mình thôi nào. Hãy giữ. 5 4 3 2 1 Rồi hít sâu và nâng người lên. Thu cả hai chân lại, gần vào thân của mình. Mẹ ngồi khoanh chân lại và thả lỏng cơ thể. Chúng ta điều hòa lại hơi thở một chút nha. Hít sâu, mẹ vươn dài cằm lên trần. Thở ra, mẹ cúi đầu xuống. Kết hợp cả tay cả chân của mình nhé. Hít sâu, vươn dài, cằm lên trần, đồng thời vươn cả hai tay lên. Mắt nhìn theo tay. Thở ra, từ từ mẹ hạ xuống, cúi gục đầu và chạm cả tay xuống thảm. Hít sâu, mẹ vươn cả hai tay lên trần, ngửa cổ mắt nhìn theo tay. Thở ra, mẹ chạm tay xuống và cúi đầu. Rồi hít sâu một lần cuối. Thở ra. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập yoga của ngày hôm nay rồi đấy. Với bài tập này, Ngọc Anh đã xây dựng cho mẹ một chuỗi các động tác để giúp cho phần vai, phần cổ của mẹ được trở nên mềm mại và linh hoạt hơn, giảm đau mỏi cổ vai gáy cho mẹ bầu ở cấp độ khá là sâu. Vì thông thường là khi chúng ta mang bầu, ngoài việc em bé đẩy căng phần bụng xuống dưới thì nó cũng làm cho cái cảm giác, cái lực cân bằng trên cơ thể của các mẹ trở nên khó khăn hơn. Và từ đó thì mẹ hay có cái xu hướng là gồng siết phần bả vai lên như thế này, và nó làm cho mẹ bị căng, bị mỏi. Do vậy là khi mà mẹ tập luyện yoga thì sẽ giúp cho mẹ kéo giãn được hết cái phần bả vai này ra nha. Và mẹ nhớ cho Ngọc Anh là ngoài những giờ tập yoga này ra thì tất cả những thời gian còn lại, mẹ hãy luôn luôn tập cho mình một cái thói quen, đó là thẳng lưng lên, mở lồng ngực, mở vai, và mẹ hãy hạ thấp phần vai này của mình xuống, luôn luôn để cho vai của mình được ở trong trạng thái giải thoát ra. Đừng gồng vai lên như thế này nhé, vì càng gồng thì nó sẽ càng làm cho mẹ bị mỏi đấy. Và qua bài tập này thì chắc chắn cơ thể của mẹ đã cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn phần nào rồi, có đúng không nào? Ngay bây giờ mẹ hãy lưu lại dấu ấn của bài tập ngày hôm nay bằng việc là hãy để lại một cái dòng comment xuống dưới video này để mẹ ghi nhớ lại ngày hôm nay là ngày đầu tiên mẹ tập với chuỗi yoga 7 ngày dành cho mẹ bầu 3 tháng rưỡi.
Mẹ hãy comment thành phố nơi mẹ đang sinh sống, rồi ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, hãy ghi lại cái ngày hôm nay kèm một lời nhắn nhủ với bé yêu của mình nhé. Mẹ hãy nhìn vào bé yêu của mình, đặt tay lên bụng và nói: "Chào con yêu, mẹ đang ở bên con. Hãy đồng hành cùng mẹ nhé." Và hãy comment lời nhắn nhủ này xuống dưới video này theo cái comment của mẹ nha, để giúp cho chúng ta luôn luôn lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với con yêu của mình trên hành trình này. Và ngày mai mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Ngọc Anh trong bài tập của ngày thứ 2 nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mẹ.